Top 5 của The Next Gentleman. Quý ông đầu tiên xin được gọi tên. Nguyễn Minh Kha. Cảm ơn The Next Gentleman đã giúp tôi nhận ra giá trị của mình, giúp tôi dám thay đổi suy nghĩ và dám tranh đấu vì bản thân tôi, vì những người mà tôi yêu thương. Tôi, Nguyễn Minh Kha, đứng trên sân khấu The Next Gentleman này là minh chứng cho việc dám chấp nhận thay đổi, và cuộc sống của tôi đang đa màu sắc và cảm xúc hơn rất nhiều. Đó mới chính là cuộc sống mà tôi hướng đến. Gương mặt chiến binh thứ hai của chúng tôi, quý ông được xướng tên. Xin chúc mừng, đó chính là Phạm Văn Kiên. Sau khi tham gia chương trình Quý Ông Hòa Mỹ mùa đầu tiên, tôi đã ngày càng tự tin hơn và cần biết bản thân cần có những mục tiêu và cố gắng hoàn thiện, hoàn chỉnh nhất. Nơi đây không còn là sân chơi mà đó chính là nơi mình đang được sống với chính bản thân và bắt buộc cá nhân phải thay đổi từng giờ, từng ngày để làm sao cho bản thân mình là một quý ông thực sự, chứ không phải gồng lên, cố gắng, tôi là một quý ông. Cảm ơn chương trình Quý Ông Hòa Mỹ đã giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn và trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Thưa quý vị, và quý ông tiếp theo ghi tên mình vào top 5 chung cuộc của Quý Ông Hoàng Mỹ 2022. Xin được chúc mừng cho quý ông Nguyễn Minh Khắc. Mỗi bước đi của tôi ngày hôm nay đều có sự nỗ lực của tất cả những thành viên còn lại. Tự tin, quyết liệt với bản thân để bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng với thử thách để đạt được những thành công, là những điều tuyệt vời mà hành trình The Next Gentleman đã mang đến cho tôi. Một hành trình ý nghĩa để hoàn thiện bản thân, hướng mình đến hình mẫu của một quý ông. This is who I am, The Next Gentleman. Gương mặt thứ tư, quý ông có mặt trong top 5, được xướng tên. Xin chúc mừng Đỗ Xuân Phong. Từ một chàng trai có quá nhiều năng lượng thì mình đã học được cách kiểm soát và tiết chế hơn để dần hoàn thiện bản thân hơn, tiếp cận với hình ảnh quý ông ở Mỹ. Đối với Phong, ban đầu tham gia chương trình chỉ để trải nghiệm và cơ hội đi sâu của mình là quá ít. Nhưng sau khi tham gia xuyên suốt hành trình của The Next Gentleman, thì Phong cảm thấy đây là một môi trường chuyên nghiệp và cần thiết cho mình để phần nào rèn luyện thêm những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Và thứ tâm đắc nhất với Phong rút ra sau chương trình, đã là đàn ông, là quý ông thì không bao giờ được bỏ cuộc. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng tìm ra được 4 quý ông ghi tên mình vào top 5 chung cuộc của The Next Gentleman. Nguyễn Minh Kha, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Minh Khắc, Đỗ Xuân Phong. Và chỉ còn một quý ông nữa ghi tên vào top 5 chung cuộc. Theo quý vị, chiếc vé cuối cùng có mặt trong top 5, xin hãy cho chúng tôi biết cái tên của quý vị ạ. Huyền thấy là với 4 quý ông còn lại, ai cũng được gọi tên rất to. Và bây giờ, chiến binh cuối cùng có mặt trong top 5 của chúng tôi chính là Lưu Cao Phát. Hành trình The Next Gentleman đối với Phát như là một cánh cổng đến với thế giới mới vậy. Có thể đưa Phát đi rất xa so với Phát xuất phát. Không có một giới hạn nào. Phát vô tình gặp được những người bạn mới, thử được những điều mới lạ mà bản thân chưa bao giờ nghĩ mình có thể được trải nghiệm. Phát nhận ra những tiềm ẩn bên trong mình, bộc lộ được cảm xúc, sử dụng ngôn từ tốt hơn, biết thêm được nhiều kỹ năng trước đám đông. Tôi yêu The Next Gentleman. Xin được chúc mừng cho top 5 chung cuộc của The Next Gentleman. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng và xin được cảm ơn cho 3 quý ông còn lại đã ghi tên mình vào top 8 chung cuộc của The Next Gentleman. Và quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay để một lần nữa chúc mừng cho top 8 của chúng ta: Nguyễn Quang Thuận, Hồ Nhật Quang và Nguyễn Hải Anh. Xin cảm ơn các quý ông. Thưa quý vị, và ngay lúc này không khí tại nhà thi đấu quân khu 7 đang nóng hơn bao giờ hết, có phải không ạ? Bây giờ mình sẽ làm một cuộc thống kê nho nhỏ xem là fan của các chàng trai này của chúng ta đang ở đâu nha. Hãy cho chúng tôi biết fan của Nguyễn Minh Kha đang ở đâu ạ.
mình có Minh Kha. Vậy thì Minh Khắc thì sao ạ? Yeah, yeah. Fan của Phạm Văn Kiên ở đâu? Tay ủng hộ cho Đỗ Xuân Phong các bạn. Và cuối cùng fan của Lưu Cao Pháp. Wow, có thể nói là nhà thi đấu Q7 ngày hôm nay đang nóng hơn bao giờ hết. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những phần thi quan trọng để tìm ra người chiến thắng trong đêm ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với nhau trong một thời gian dài chắc chắn là host Dược Sĩ Tiến cùng với ba vị huấn luyện viên đang có những cảm xúc rất là đặc biệt ngay lúc này khi nhìn thấy những thí sinh đi tiếp vào vòng trong và cũng có cả những thí sinh đã phải dừng lại. Vâng, thưa quý vị, như vậy là quý ông Hoàng Mỹ đã được thai nghén gần 2 năm và với 6 tháng ghi hình thì sự quan tâm của quý vị chính là thước đo tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được với những sự cố gắng của đơn vị sản xuất là DST Entertainment và HD Star Group. Ekip đã thực hiện chương trình cùng với những nhà tài trợ, đơn vị cá nhân đã đồng hành cùng với The Next Gentleman, quý ông Hoàng Mỹ mùa đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng xem một đoạn clip ngắn ghi lại hành trình và với những tình cảm mà nhiều đơn vị, những tổ chức, những cá nhân đã dành đến cho The Next Gentleman, quý ông Hoàng Mỹ mùa đầu tiên. Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công của The Next Gentleman, quý ông Hoàng Mỹ mùa đầu tiên, phải kể đến sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi để tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt. The Next Gentleman, quý ông Hoàng Mỹ mùa đầu tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, đơn vị cá nhân đã đồng hành cùng cuộc thi năm nay. Nhà tài trợ Kim Cương, Bia Sài Gòn Gold và Bia Sài Gòn Special, thương hiệu chăm sóc sức khỏe Joy, thương hiệu Organh và Hoa hậu Tô Diệp Hà, thương hiệu thời trang Adam Store, thương hiệu Combs Hair, thương hiệu Dr. Q6, thương hiệu Nice Smile, thương hiệu Mipagov, thương hiệu Gentify Fit, thương hiệu Seven Golf, thương hiệu Bello Clinic, thương hiệu Divergent, đơn vị hỗ trợ Makeup, Hairstyle, Học viện Quân Nguyễn, Cô Lê, đơn vị hỗ trợ truyền thông TikTok, đơn vị tài trợ Hoa La Rose, đơn vị hỗ trợ địa điểm Star VN, đối tác chiến lược, công ty cổ phần giải trí Fisic, Mr. Phạm Duy Khánh, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Man of the Year và Mr. Grand International, đối tác tổ chức sự kiện View Entertainment, đối tác phát hành nội dung số VTV Cap, ứng dụng Aspect. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhà đồng sáng lập host Dược Sĩ Tiến sẽ trao những đóa hoa tươi thắm thay trời lời cảm ơn đến ban tổ chức The Next Gentleman, quý ông Hoàng Mỹ mùa đầu tiên. Và thưa quý vị, với những sự hỗ trợ và đồng hành đến từ các nhà tài trợ, các đơn vị, tổ chức cá nhân, The Next Gentleman đã có thêm nhiều những cơ hội để có thể lan tỏa những điều tích cực trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những hình mẫu quý ông hiện đại đến gần hơn với công chúng. Vì tôi vẫn nhớ không có thành công nào trải đầy hoa hồng. Và đôi khi để có được những thành công đó, chúng ta đã phải đổ cả mồ hôi, nước mắt. Nhưng trên tất cả, sự thành công vượt qua chính mình, lột xác ngoạn mục, đó là những gì mà chúng ta thấy từ những quý ông của The Next Gentleman mùa đầu tiên. Và chúng tôi tin chắc rằng khi chúng tôi đã chấp cho các bạn những đôi cánh, thì việc còn lại các bạn sẽ bay đến với những đam mê của mình, tỏa sáng và thành công. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục cùng đồng hành với chúng tôi trong những năm nhiệm mùa tiếp theo của The Next Gentleman. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Bennett Neal, tổng giám đốc Sabico, nhà tài trợ Kim Cương sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi tối đêm nay. Xin trân trọng kính mời ông. We would love to invite Mr. Bennett Neal to have some sharings, please. First of all, I want to congratulate the five finalists. Do we translate? So I want to congratulate the five finalists. They are all winners already, right? And
you know, when I look at them, I wish I'm that age again. I'm young again. But okay, I really love this show, The Next Gentleman. Before I came, I thought it's going to be boring and I'm going to fall asleep. But I'm fully awake and I'm enjoying the show. So it's a great show. This show, you know why I love it? Because it defines the characteristics of the gentleman of this generation. As I said, smart and wise, gentle but strong, elegant and talented. But as I said just now, right, if you have a kind heart, you are considerate in your kind, you are a true and perfect gentleman, and a very sexy one. Okay. So tonight, I want to congratulate the organizers for a successful show, and I'm very happy to hear that we have millions of viewers. So I look forward to a perfect close to the night and the announcement of the next gentleman. Thank you very much. Thân Huyền xin được dịch ngắn gọn như thế này. Chúng tôi xin được chúc mừng cho top 5 vòng chung kết. Và thưa quý vị, cá nhân của tôi rất yêu thích quý ông Hoàng Mỹ vì chương trình giúp tái định nghĩa những nét tính cách của một quý ông đích thực trong thời điểm hiện tại. Và đó chính là những tố chất như là lịch thiệp, thông minh, mạnh mẽ, khôn ngoan, tài năng. Và đó cũng chính xác là những gì mà chúng tôi tìm kiếm ở quý ông Hoàng Mỹ. Và top 5 của chúng ta là những ví dụ tuyệt vời cho những gì chúng tôi mong muốn tìm kiếm ở thế hệ quý ông tiếp theo. Và khi mà xem các bạn thể hiện trong đêm ngày hôm nay thì tôi cũng có một mong ước là tôi muốn được trẻ lại. Và thực sự thì chương trình thú vị hơn rất là nhiều so với những gì tôi nghĩ. Xin được chúc mừng ban tổ chức vì một chương trình thành công và rất vui khi biết rằng chương trình đã thu hút được rất nhiều những quý vị khán giả. Và chúng tôi xin chúc cho chương trình là sẽ đạt được hàng triệu lượt xem, được quý vị sẽ rất là yêu mến.